Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ ứng dụng tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn, ở trong tập podcast ngày hôm nay thì chúng mình hãy cùng nghe lại một bài viết ở trên trang Surprise Writer. Đây là một trong những bài viết đầu tiên mà mình thực hiện trên blog và cũng gần như là một bài viết tạo nên tên tuổi của mình. Bởi vì bài viết này có hiệu ứng viral, tức là hiệu ứng mà đột nhiên mọi người biết đến mình nhiều hơn và cái traffic, cái lượng đọc ở trên blog tăng lên đột biến và nó cũng tạo nên cái thương hiệu Minimalism, Minimalist của mình ngày hôm nay bạn nào làm trong ngành truyền thông hoặc đã từng có trải nghiệm về những cái post được có hiệu ứng viral ấy thì chắc chắn là các bạn cũng biết rằng khi mà một cái bài viết hay là một cái post nào đấy hay là hình ảnh nào đấy à, trở nên viral thì nó cũng dẫn đến một số cái hệ lụy sau đó mà cái người mà uh, đột nhiên trở nên nổi tiếng hay là những cái trang web hay là những cái sản phẩm mà đột nhiên được quan tâm đặc biệt thì nó cũng có những cái ảnh hưởng uh, tiêu cực và hoặc là không phải là tiêu cực nhưng mà cái ảnh hưởng mà mình không ngờ đến sau này nếu bạn tò mò về câu chuyện này thì hãy nghe đến cuối tập podcast nhé bởi vì mình sẽ kể hết cho các bạn cái câu chuyện đằng sau một cú post viral Tại sao tôi sống theo chủ nghĩa tối giản, minimalism? Bài viết được đăng ngày 26 tháng 7 năm 2016 bởi Tri Nguyễn trên trang thepresentwriter.com Ngày mai là ngày tôi chuyển nhà, lần thứ tư trong vòng 3 năm ở Mỹ và cũng là ngày kỷ niệm một năm tôi quyết định sống theo chủ nghĩa tối giản hay còn gọi là minimalism. Viết những dòng này trong căn hộ cũ với chừng 10 hộp các tông chứa toàn bộ đồ đạc của hai vợ chồng tôi cảm thấy thư giãn yên bình khi nói lời tạm biệt với căn hộ cũ và vui khi nghĩ về ngày mai được cầm chìa khóa căn hộ mới. Kỳ lạ ở chỗ, cũng ngày này năm trước, tôi cảm thấy căng thẳng và áp lực vô cùng với việc chuyển nhà. Tôi cảm thấy ngợp với hàng chồng đồ đạc phải gói kém. Tình trạng của tôi xấu đến mức, mặc dù đã thuê dịch vụ chuyển nhà và nhờ một người bạn thân của tôi đến giúp, Joe, chồng tôi, khi đó đang ở bang Florida, phải lái xe 12 tiếng liên tục đến bang Pennsylvania là bang tôi đang ở để giúp tôi dọn nhà. Khi đó, tôi ở một mình trong căn hộ có một phòng ngủ, một phòng khách, một căn bếp, một nhà tắm và một phòng để đồ. Không thể tưởng tượng tại sao chỉ có một người ở cùng với một con mèo mà đồ đạc chứa đến hai thùng gỗ cao cấp đôi người và rộng bằng hai sải tay. Đó là chưa kể quần áo chứa trong bốn vali to đẩy bên ngoài. Tôi không có gì lấy làm tự hào về điều này tôi thấy xấu hổ khi nhìn lại những tấm hình chụp lúc chuyển nhà hôm đó và hình ảnh cả tháng sau tôi vẫn lay hoay với hàng núi đồ đạc ở nhà mới nhưng đấy là một trải nghiệm vô cùng quan trọng đối với tôi bởi vì nó khiến tôi nhận ra rằng mình đã sống nặng nề như thế nào chỉ vì những đồ vật vô tri vô giác và quan trọng hơn nó đưa tôi đến với chủ nghĩa tối giản chủ nghĩa tối giản là gì vì chủ nghĩa tối giản là một khái niệm trừu tượng mỗi người có thể có những định nghĩa khác nhau và cách ứng dụng vào cuộc sống khác nhau. Đối với tôi, sống theo chủ nghĩa tối giản là đơn giản hóa cuộc sống, bỏ đi những thứ không cần thiết để chào đón những điều có ích hơn. Những thứ không cần thiết này có thể là vật dụng, đồ đạc hàng ngày, nhưng cũng có thể là những suy nghĩ tiêu cực, những thói quen mua sắm sư thừa hay những mối quan hệ không tốt. Tất cả những thứ không còn mang lại cho ta niềm vui và ý nghĩa sống. Sau khi trải qua quá trình thanh lọc này, đầu óc ta sẽ trở nên thông thoáng hơn tập trung tốt hơn vào công việc, trân trọng hơn những gì mình có và đón được thêm các cơ hội mới. Tại sao tôi tìm đến chủ nghĩa tối giản? Quay trở lại thời gian khi còn ở Việt Nam, gia đình tôi cùng có bốn người, ba mẹ tôi, tôi và anh trai sống trong một căn nhà nhỏ có 4 tầng ở trên phố từ khi tôi mới được vài tuổi. Mặc dù có một đôi lần sửa sang, chúng tôi chưa bao giờ chuyển nhà. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hầu như không có cơ hội hoặc không có động lực để lôi tất cả đồ đạc trong gia đình từ trong ra ngoài, từ tầng từ trên xuống tầng dưới, từ mọi ngóc cách ra để đánh giá và bỏ bớt những thứ không cần thiết đi. Sau hơn 25 năm với các thành viên trong gia đình lớn lên, nhiều nhu cầu hơn, nhiều công nghệ mới ra đời hơn, nhiều phong cách thời trang hơn và nhiều thứ cần mua hơn, nhà tôi trở thành nơi lưu trữ rất nhiều đồ đạc. Mùa hè năm 2013, khi tôi sửa soạn đi du học. Đấy là lần đầu tiên ba mẹ và tôi kéo tất cả những thứ thuộc về tôi ra để sửa soạn. Từ quần áo trong tủ, giày dép trong kho, cặp ba lô túi đi học, đến sách vở truyện tranh, vân vân và vân vân. Trời ơi, cả một tuổi thơ hiện về. Tôi không thể tưởng tượng được trong nhà mình vẫn còn những cái áo lông tôi mặc từ hồi tiểu học. Cả một túi giày dép mùa hè tưởng bị mất từ năm nào hóa ra quên trong ngăn chứa đồ. Rồi còn sách giáo khoa và vở viết từ hồi thi đại học. Hàng chồng, hàng chồng đồ đạc tôi vẫn giữ đó mà không bao giờ đụng tới. Mỗi năm, gia đình tôi đều soạn ra rất nhiều sách vở và quần áo để quyên góp cho các đợt kêu gọi từ thiện hoặc cho các dự án tình nguyện tôi tham gia. Vậy mà còn quá nhiều đồ đạc vẫn chất chứa. Sau hàng tuần lao động cực lực để giảm thiểu số đồ đạc, tôi nhận ra có 3 lý do tại sao chúng tôi vẫn giữ những đồ đạc này. Thứ nhất, nó có ý nghĩa về tình cảm. Ví dụ, bạn muốn giữ một cuốn vở làm kỷ niệm hoặc không muốn cho đi một cái váy vì chúng được tặng bởi một người quan trọng. Thứ hai, nó vẫn còn giá trị mặc dù không được sử dụng. Ví dụ, một cái áo lành lặn nhưng đã lỗi mốt. Và thứ ba, khuất mắt trông coi, nếu không nhìn thấy thì không để ý và cũng quên luôn là mình có số đồ đó. Sau trải nghiệm dọn nhà đáng nhớ ở Việt Nam, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ để đồ đạc chất chứa như vậy nữa. Tôi cũng khá tự tin, vì khi sang Mỹ tôi bắt đầu một mình trong phòng riêng, và sau này là căn hộ riêng, rất rộng rãi, nên nghĩ chẳng có lý do gì để đồ đạc vượt quá tầm kiểm soát cả. Ở thời điểm đó, tôi cũng trở nên hứng thú với việc sắp xếp nhà cửa. Tôi dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu về các phương pháp sắp xếp đồ đạc khoa học, thậm chí còn bỏ tiền ra theo học một khóa học online chuyên sâu về vấn đề này bởi vậy khi cảm thấy ngộp thở trong đống đồ đạc vào mùa hè năm ngoái tôi cảm thấy thực sự thất vọng về bản thân bất lực không hiểu tại sao mình vẫn có nhiều đồ đến vậy tôi cảm thấy đồ đạc mặc dù được sắp xếp gọn gàng vẫn rất nặng nề chúng kéo tôi xuống và làm giảm năng suất làm việc của tôi mỗi lần chuẩn bị ngồi vào bàn làm việc tôi cảm thấy khó chịu khi thấy giấy tờ sách vở túi đi học lộn xộn xung quanh khó chịu đến mức Tôi thường phải dừng công việc lại để sắp xếp đồ đạc làm sao cho khuất mắt đi rồi mới làm tiếp được. Điều này khiến tôi trì hoãn rất nhiều kế hoạch và làm việc thiếu năng suất. Nó cũng khiến tôi tốn nhiều tiền ngồi quán cà phê hay hàng ăn bên ngoài bởi vì tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi làm việc ở nhà. Nhưng tại sao, với tất cả các kỹ năng sắp xếp nhà cửa học được, tôi vẫn để đồ đạc kiểm soát cuộc sống của mình? Sau lần trở nhà đầy stress hồi năm ngoái, Tôi bắt đầu nghiên cứu hành vi của bản thân để tìm hiểu tại sao tôi luôn cảm thấy ngờ về đầu đạc của mình. Tôi dùng tất cả các kỹ năng nghiên cứu, cả định lượng lẫn định tính được học ở trường để phân tích bản thân mình. Bây giờ nghĩ lại, nó có vẻ hơi buồn cười, nhưng tôi đã thật sự nghiêm túc. Tôi ghi chú những lần mình mua đồ. Tại sao mua? Khi mang về nhà tôi để đâu? Và tôi cũng ghi lại những lần mình dọn dẹp. Và bỏ đồ đạc đi. Tại sao bỏ? Khi bỏ đồ đi tôi nghĩ gì? Tôi thường viết hoặc ghi lại những lần tôi cảm thấy không muốn làm việc vì đồ đạc xung quanh, cũng như những lần tôi tự đấu tranh để bỏ đi món đồ không còn nhiều ý nghĩa nữa. Sau khoảng 3 tháng nghiên cứu bản thân mình, tôi nhận ra thêm 3 điều quan trọng. Thứ nhất, sắp xếp đồ đạc gọn gàng không đồng nghĩa với việc có ít đồ đạc, mà chỉ có nghĩa là giỏi giấu đồ đạc cho khuất mắt đi mà thôi. Thứ hai, chỉ nên mua những cái mình cần mua, không phải cái mình muốn mua. Ví dụ tôi cần mua một cái áo vest lịch sự để đi dự hội thảo So với tôi muốn mua một cái váy màu hồng vì trông nó dễ thương Và thứ ba, không có lý do gì phải tức của khi bỏ đi những món đồ mình không dùng Bạn vẫn có thể bán đi, quyên góp thử thiện hoặc tặng lại cho những người cần hơn mình Cùng vào thời điểm tôi nhận ra những điều này Tôi đọc được cuốn Phép màu thay đổi cuộc sống từ việc dọn dẹp của tác giả người Nhật Maria Kondo. Đây là một cuốn sách đã bán được hàng triệu bản và có tầm ảnh hưởng đến rất nhiều người trên toàn thế giới, đặc biệt khi cuốn sách được dịch sang tiếng Anh vào năm 2015. Cuốn sách nói về việc bỏ bớt đi những đồ dùng không mang lại niềm vui cho mình và dọn đi, đón chỗ những đồ mới, những suy nghĩ mới, những cơ hội mới có ý nghĩa hơn cho cuộc sống. Đây là một cuốn sách rất hay. Nó hay đến mức tôi đọc ngấu nghiến xong hết chỉ trong một buổi chiều. Từ cuốn sách này, tôi lên mạng tìm hiểu và đọc thêm nhiều sách về phong cách đơn giản hóa cuộc sống và phát hiện ra chủ nghĩa tối giản, minimalism. Thì ra, có rất nhiều người trên thế giới cũng đã từng stress, ngộp thở vì đồ đạc giống như tôi và việc tối giản hóa cuộc sống đã mang lại cho họ sự tự do, tâm lý thoải mái và thành công. Tôi có trở thành một minimalist, một người theo chủ nghĩa tối giản hay không? Trở lại ngày hôm nay và thời điểm này, khi tôi đang chuẩn bị những hộp cắt tông cuối cùng cho công cuộc chuyển nhà ngày mai, Tôi nhận thấy chủ nghĩa tối giản đã làm thay đổi mọi mặt trong cuộc sống của tôi. Tôi và chồng tôi hiện sống trong một căn hộ tương đối gọn gàng, để co màu trắng xuyên suốt các phòng, tương đối ít đồ đạc, hướng về thiên nhiên, với nắng, hoa tươi và cây xanh. Tôi hầu như không phải ra ngoài làm việc nữa. Nhà bây giờ là nơi làm việc yêu thích của tôi. Tôi làm việc tập trung hơn, dậy sớm hơn để viết mỗi sáng. Chúng tôi bỏ hẳn thói quen đi siêu thị để giải trí vào cuối tuần. Thay vào đó, chúng tôi cùng đọc sách vào mỗi sáng ngày nghỉ, đi dạo công viên cây xanh gần nhà hoặc cùng nấu ăn. Chúng tôi cũng có thú vui mới là soạn đồ cũ để bán đi hoặc quên góp từ thiện. Tháng trước, chồng tôi mà bán đi hơn một nửa tuổi quần áo của anh ấy và tôi cũng mới cho đi một bàn học và một kệ tủ không cần thiết cho nhà mới. Chủ nghĩa tối giản cũng khiến chúng tôi có nhiều thay đổi về cách nhìn về cuộc sống và quan niệm về cái đẹp. Tuy nhiên, Tôi nghĩ mình không phải là người theo chủ nghĩa tối giản một cách tuyệt đối. Tôi còn nhiều điều để học về lối sống này và còn nhiều mặt trong cuộc sống của tôi có thể tối giản hơn nữa. Có thể trong tương lai, tôi sẽ trở thành một trong những minimalist đi du lịch khắp thế giới với toàn bộ đồ đạc chỉ có trong một ba lô đeo vai. Nhưng ở thời điểm này, tôi chỉ áp dụng chủ nghĩa tối giản để làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn. Tôi nghĩ chủ nghĩa tối giản là một lối sống hiện đại và hoàn toàn có thể áp dụng được ở Việt Nam, nhất là ở những thành phố đô thị, khi đất chật người đông và tư duy chủ nghĩa tiêu dùng dần dần kiểm soát cuộc sống của con người chủ nghĩa tối giản không chỉ dừng ở việc dọn dẹp nhà cửa mà còn có thể làm thay đổi tư duy mở mang trí thức và khiến con người sống tốt hơn hướng đến nhiều hơn những giá trị thực sự cốt lõi của cuộc sống những giá trị chân thiện mỹ cảm ơn bạn đã, đã nghe bài viết tại sao tôi sống theo chủ nghĩa tối giản như mình đã nói đây là một trong những bài viết đầu tiên mình thực hiện ở trên trang the present writer và nếu các bạn đã từng đọc cuốn sách đầu tay của mình có tên là một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản mình sẽ để từng link ở dưới show notes nếu các bạn chưa từng à, nghe đến và chưa từng đọc cuốn sách của mình nhưng mà trong phần mở đầu của cuốn sách ấy, thì mình có nhắc lại cái bài viết này và mình nói rằng ban đầu mình định là mình sẽ không post cái bài này bởi vì khi mà mình đã sống theo chủ nghĩa tối giản được hơn một năm rồi và chủ nghĩa tối giản nó rất là phát triển rất là mạnh ở các nước phương Tây và Nhật Bản, Hàn Quốc rồi. Nhưng mà mình chưa thấy ai ở Việt Nam nói đến cái tư duy cái chủ nghĩa tối giản này. Và khi mà mình thực hiện bài viết này thì mình có Google search bằng tiếng Việt rất là nhiều nhưng mà mình không có tìm thấy một cái bài viết nào có cái từ khóa này. Chứ đừng có nói là một bài viết tử tế. <laughs> từ đầu đến cuối về cái chủ nghĩa tối giản cho nên mình không biết là tại sao mà một cái trào lưu hay như thế mà nó tuyệt vời nó có thể làm thay đổi cuộc sống của con người một cách tích cực như thế mà không ai ở việt nam đã từng nói về cái vấn đề này thì đầu tiên mình cũng hoang mang mình không biết là <laughs> mình có nên post không nhưng mà cuối cùng mình đã quyết định post và như các bạn đã biết thì bài post này nó có hiệu ứng viral. Tại sao mình biết là nó có hiệu ứng viral? Là bởi vì mình post bài viết thì là buổi tối ở Mỹ, cho nên mình post thôi, rồi mình thông báo trên Facebook của mình. Khi thấy thì Facebook của mình chỉ có khoảng hơn 1000 à, lượt like thôi, ấy. Thì nó còn rất là mới. Mình post xong thì mình đi ngủ thôi. Sáng hôm sau mình tỉnh dậy và wow, inbox của mình tràn ngập những comment của các bạn và rất nhiều người muốn cộng tác với mình và Facebook thì gần như là bùng nổ ấy bởi vì là có quá nhiều lượt like và lượt share, lượt comment tất cả những người mà chưa từng đọc blog của mình bao giờ chưa từng biết đến mình là ai thì đều biết được đến mình qua cái bài viết này Nhờ một cái hệ lụy nữa của hiệu ứng viral ấy, thì là hàng loạt những từ báo lá cải, từ báo mạng đăng lại bài viết của mình mà không có sự đồng ý của mình thì bây giờ mình biết rằng là cái thời điểm mình viết bài viết này ấy, thì là bốn năm trước rồi thì bây giờ báo mạng ở Việt Nam thì đa phần các bạn ấy cũng à, đã có cái kiến thức tốt hơn và ý thức thì đúng hơn tốt hơn về bản quyền rồi cho nên là mọi người cũng à, mình hy vọng là mọi người cũng liên hệ với tác giả nhiều hơn để à, xin phép đăng lại bài viết nhưng mà ở thời điểm đấy thì không có ai <laughs> xin phép mình cả mà họ đăng lại tràn lan không những thế mà họ còn đăng lại với tên tác giả khác ví dụ như là uh, tên mình thì họ không đưa mà đưa cái người viết của bên họ hoặc là tên mình thì họ chỉ uh, đưa nhỏ xíu xíu mà có cái đường link bé xíu thôi chứ họ không dẫn link đến bài viết cụ thể của mình thì khi mình phát hiện ra những điều này thì mình rất là bức xúc bởi vì sao bởi vì mình là người làm nghiên cứu khoa học ấy, mình rất là coi trọng cái việc citation tức là cái việc mà mình để credit cho cái người tác giả ít nhất là mình cũng phải để tên của họ chứ không có thể nào mà đánh cháo cái tên hay là thay tên đổi họ hoặc là thay đổi nội dung của bài viết được cả. Cho nên là mình cảm thấy rất là không ổn. Sau đó thì mình có liên hệ với admin những cái trang này, những cái người mà mình phải tốn rất nhiều thời gian lại thì mình mới tìm được ra cái người làm admin rồi mình message họ rồi phải đợi để họ trả lời. Thì một số người ấy thì họ hiểu ngay và họ nói là mình xin lỗi mình. À, bên mình không để ý, mình sẽ quay với bạn hoặc là mình sẽ à, để bài xuống. Nhưng có một số nơi ấy, họ còn mắng lại mình tức là họ nói là bọn mình đã cho bạn cái cơ hội để bạn được mọi người biết đến mà thực ra là không hề bởi vì họ không có credit mình và kể cả người ta có đọc thì ta cũng không biết mình là ai rồi họ còn có người nói với mình là à, bọn mình đang giúp bạn để đưa cái thông điệp của bạn đến cho mọi người nhiều hơn thì bạn phải cảm ơn bọn mình chứ chứ tại sao bạn lại đòi hỏi bọn mình phải à, để bài xuống hay là credit cho bạn những cái uh, lý lẽ thế thì thực sự không thể chấp nhận được ấy đặc biệt là khi mà mình đã sống ở nước ngoài một thời gian và như mình đã nói mình làm trong môi trường khoa học ấy thì không có một ai ở nước ngoài người ta làm cái điều như thế chứ đừng nói là cãi nhau vì cái vấn đề bản, bản quyền như thế bởi vì là bản quyền nó là cái rất là common sense tức là những cái kiến thức thông thường ấy nó như là cái việc mà mình phải cảm ơn xin lỗi hay là mình chào hỏi người lạ nó là cái điều mà nếu mà các bạn ở nước ngoài thì người ta không cần phải nói đến mà các bạn cũng phải tôn trọng nhưng mà rất tiếc ở thời điểm đấy thì uh, một số cái trang báo mạng làm mình rất thất vọng <laughs> chính vì cái điều đấy cho nên là mình có suy nghĩ lại một chút mình nghĩ rằng là uh, mình sống theo chủ nghĩa tối giản thì cái cách tốt nhất để mình có thể uh, thể hiện cái sự tối giản của mình ấy, là mình phải tối giản ngay cả trong cái quy định hàng ngày và trong cái hành động của mình và mình sử dụng cái tư duy tối giản để mình nhìn vào cái vấn đề mà mình đang phải gặp phải Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ không muốn dành thời gian và năng lượng của mình Để đi cãi nhau, đi tranh đấu với những cái người mà người ta post lại bài của mình Mình phải làm sao đấy thì mình xây dựng một cái hệ thống Mà nó đơn giản thôi nhưng mà nó là cái câu trả lời cho tất cả những cái người mà người ta đăng lại bài của mình Là người ta phải biết rằng là người ta phải theo cái hệ thống để mà hỏi ý kiến của mình trước khi họ đăng tải lại bài của mình. Với suy nghĩ như thế thì mình quyết định tạo ra một cái đường link phụ ở trong mỗi bài viết của mình. À, mình có nói rằng là nếu các bạn muốn share bài viết thì các bạn có thể share bằng nút share hoặc là trích dẫn bài viết. Tuy nhiên không được quyền trích dẫn quá 25% bài viết mà không có sự đồng ý của tác giả. Và mình không đồng ý để trích dẫn vì mục đích thương mại. Tức là mình hoàn toàn ok nếu các bạn trích dẫn để cho lan tỏa cái thông điệp và mình nếu mà các bạn biết mình ấy, thì các bạn biết rằng là mình có đăng tải lại bài viết ở trên rất nhiều trang khác nếu mà họ xin ý kiến của mình một cách đàng hoàng và mình cảm thấy là cái thông điệp đấy nếu mà đăng tải lại những cái kênh đấy thì sẽ chạm đến những cái độc giả những cái khán giả mà trang của mình không chạm được đến được thì mình hoàn toàn đồng ý đến tận ngày hôm nay thì các bạn có thể nhìn thấy cái lời ghi chú của mình ở ngay dưới những cái bài viết của mình về cái vấn đề tác quyền này. Thì bản thân mình về cái mặt thẩm mỹ ấy, thì mình không muốn cái bài blog của mình nó kết lại bằng cái câu bản quyền như thế, mình chỉ muốn kết lại bằng cái chữ ký của mình be present Tri Nguyễn thế thôi. Nhưng mà chính vì mình dùng cái tư duy tối giản, mình nghĩ rằng là mình sẽ phải chọn lựa và ưu tiên mình hy sinh cái mặt thẩm mỹ của trang viết của mình nhưng mà mình bù lại mình để cho mình được có cái năng lượng mình bảo tồn được năng lượng và mình có thời gian để mình sáng tạo hơn những bài viết có ý nghĩa hơn thay vì đi tranh cãi về những cái vấn đề bản quyền không đâu ở đâu như thế mình chia sẻ những điều này bởi vì mình biết là rất nhiều bạn thính giả nghe The Present Writer Podcast các bạn có mong muốn được mở một trang blog riêng cho mình thì cái điều mà mình muốn nói với các bạn là um, có những người làm blog hoặc là những người làm nội dung họ không cần phải à, có cái ghi chú về bản quyền Mà họ cũng có một số người họ không care, không quan tâm về vấn đề là cái nội dung của họ bị sao chép hay không à, Nhưng mà có một số người thì có Thì đây là hoàn toàn là cái lựa chọn cá nhân của bạn nếu mà bạn cảm thấy không có vấn đề gì khi người ta sao chép nội dung của bạn bạn cảm thấy rằng là cái việc mà họ sao chép cũng là một hình thức để cho cái nội dung của bạn đến với nhiều người hơn mặc dù là người ta có thể không biết là bạn là tác giả chính nhưng mà ít nhất là người ta nhận được cái thông điệp của bạn thì bạn hoàn toàn có thể làm được điều ấy cá nhân mình ấy thì bởi vì như mình đã nói thì mình làm khoa học nên là mình không đồng ý cái việc mà copy nội dung tràn lan như vậy và mình muốn rằng là nếu mà bạn đọc được cái thông điệp đọc được cái nội dung của mình ở một trang khác ấy, thì các bạn cũng có thể uh, click vào cái trang gốc tức là click vào cái nguồn gốc ấy và các bạn đặt câu hỏi cho mình thì mình có thể trả lời câu hỏi cho bạn uhm, bởi vì là nếu mà những cái trang họ đăng lại của mình họ thay đổi cái nội dung của mình ấy, thì mình không có cách nào mình biết được và mình không có cách nào đính chính cho bạn thì đấy là cái quan điểm của mình nếu các bạn đã quan tâm đến việc làm blog thì mình đã thực hiện một khóa học miễn phí cùng 7 ngày. À, các bạn chỉ cần tham gia qua email thôi, hoàn toàn miễn phí 100%. Ở trong 7 ngày đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để lập blog, làm sao để kiếm tiền trên blog và làm sao để có thể duy trì được blog lâu dài. Bạn nào quan tâm thì có thể xem đường link trên show notes để biết thêm thông tin về khóa học này cảm ơn mọi người một lần nữa đã lắng nghe The Price and Brother podcast mình hy vọng là các bạn thích tập podcast ngày hôm nay tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo bye